Rồi hello nha anh em. Bữa nay cũng tới một câu chuyện với một anh khách VIP đến từ Phú Quốc. Cái xe chốt xong rồi gửi bển rồi đó, bắt đầu là nói sao sang qua này. Chạy máy. Chạy máy làm hết trơn luôn. Rồi là gửi đi gửi về bắt đầu là không chịu trả tiền cước luôn. Đó, để phép cùng anh em mình tháo hết đồ ra luôn. Đó, mình coi cái xe này riêng không riêng nha nè, tháo cốp rồi đó hết, coi nó sẽ đâu đó rõ ràng để cho người anh em đó xem và hiểu luôn. Cái kiến thức xe cũ không có mà đi mua đi chơi chi á là phiền, là mất thời gian với nhau. Gửi trả tới trả luôn để cho anh em xem nha. Xe này á, con cái là nó tại là nó zin, nó lì lì theo thời gian, nó không được đẹp thôi, chứ cái vấn đề mà chẻ máy chạy chiếc rồi là không có đâu nha anh em. Chờ nó xuống xe tiếp cái nó kìa chừng đó. Nó cái độ zin nó có, nó lì lì theo thời gian thôi anh em thấy không, nó không được đẹp thôi, chứ máy móc thì để từ từ mình mở ra hết, banh ra hết xem. Chứ nói không thì khi anh em nói thép nói anh em chặt nói sai nha anh em, mở ra hết là mình coi mình kiểm tra biết liền gì. Để xíu dần xa nó mở bẩn mở cốp ra mình coi nha. Rồi nãy giờ mở tép bét ra hết trơn nha anh em, để cho anh em coi xe này cái máy nó chẻ luôn cục máy luôn đó. Xe anh em dòm ra ngồi này có mở nè, đâu ngồi ta anh em dòm không rồi. Ví dụ như anh em không nhận xe vì lý do nào thì phép sẽ trả cọc cho anh em đàng hoàng. Nhưng mà cái xe này mà nói mà rớt đầu rớt nồi ha thì không được, anh em xem như thật là kỹ. Cái xe này nó rất là riêng luôn, chẳng những nó riêng mà nó riêng cũ mềm luôn đó. Giờ chả có mua riêng nữa anh em, sạc sạc hết chân luôn, mở ra hết cho anh em coi để anh em mình cùng xem với anh em. Sẵn đó anh em mới làm xe hoặc anh em tập độ cũng có mà gọi là cái kiến thức để mình ít nhìn nhận được cái xe rin hay không rin nha anh em. Nó tập độ như phép nó hoài, cái vòng quay hay là dòng neo hay là 110 hay là alpha ha, nó xài lâu năm nó sẽ có cái đường nghịch hơi á, nó ngấm hơi á nè, nó ngấm hơi rồi bắt đầu là bụi nó bám vô ở cái con lắp xe lắp giữa cái khớp chân đầu và chân nòng, giữa khớp đầu nòng đó ha, nó sẽ có nha. Tại cái miếng ron này là nó bằng sắt đó, còn á cái con chân nòng này á nó tưa đó em thấy không, là do quá trình để sử dụng á hay là bị tác động như ta chùi rửa sinh tải này vậy nè, chùi rửa vệ sinh hoài em xịt dầu á, nó ngấm hơi á, lâu ngày nó bị nó giận như nó lâu ngày nó bị nè nãy năm nói sao ta nó ha, chứ không phải mà tháo mở ra đó. Anh để cho anh em thợ coi xe này nó gắn bảo vệ lốc, nhìn biết nổ này, nhìn biết nó anh em dòm cái nóc cốt nền này làm sao mà có chuyện mà tháo mở gì đâu anh em, thấy không đó. Để gọi rồi anh em coi nó móc ha, để lâu nó móc rồi. Bắt đầu mình qua bên kia nha nè, qua bên kia chút nữa mình lật cục máy lên mình coi luôn. Anh biết thầy Zalo không? Đây mấy con ốc thì nói chung là không có dấu đâu, ốc thì không có dấu đâu, xe rin mà chỉ có mấy cái ron thôi, mấy cái ron mình kiểm tra ron thôi, thấy không? Ít chân ngọc này cho anh em dòm rin hết, nói chung là bao anh em rin. Lại sáng ơi, đã kiểm sang lại lật cây chiếc xe lên mình coi kiểm tra ở dưới như nè, để cái này họ vệ sinh lại nè, vệ sinh lại
vệ sinh sạch lại, dầu dầu cho nó rút vô nó tan vậy nè. Ăn nếu mà trả xe vì lý do nào thì không biết, nhưng mà nói về mặt xe này mà chạy cục máy luôn là em phải đính chính lại, cái xe của em không có chẻ máy đâu, xe này chưa rút đầu chưa làm gì hết á. Xe này nó có tăng sinh cam nè, lại chăng lật lên, lật nằm cái xe xuống đi đó, cho anh em coi. Nó nói vậy, nó nói sao dư gòn với kia, con xanh nó dư gòn xanh cái nó dân về dân vợ chiều dân chơi luôn. Dân chơi thứ dữ nè, cái này là cái này là cái con này là zin của người ta nha anh em đó, con này là zin của ta nha, nó không có trẻ máy không có gì đó, đang cả bên đây luôn nó em dòm nè. Con cái nhiều khi nó cũ quá này kia đồ hay là sao đó do nào anh em không nhận xe thì vậy nè, thì là đúng hả, nói vậy nha, còn nói xe này mà mở ra trẻ máy là anh em xem giấy phép không bao giờ vậy nè. Nó nói cái con này dư nè, nói con này dư nè đó, là xe này trẻ máy hết rồi đó. Con chừng nồng của người ta như vậy á, làm sao mà rớt được đó. Anh em coi nè, ốc nè, không có dấu gì hết á nha anh em đó. Đó, lý do nào mà nói xe này trẻ máy em cũng không hiểu nổi luôn, thợ dữ nữa rồi, lại ngay chành coi xong rồi đâu là không nhận xe luôn. Anh em giờ thấy không nè, nói cái gông này dư, anh pha chờ chiếc nào không gì ở đây có chiếc anh pha đó, nói xe nào mà không gì. Còn cái dòng ví dụ cái dòng su cái dòng da thì nó này nó xài là con keo đó, còn không đa nó xài con giấy đó, nó là như vậy nha anh em. Cái xe này là bao đi ăn không có trẻ máy không có gì, có một cái là nó hơi cũ rồi. Đó. Anh em giờ nói con này dư, xe này chẻ máy rồi, ghê rồi. Còn hôm thì bị ông kia nói là xe trường bắn chiếc màu xanh mực thay cái đầu bò, trời Phật ơi trời, cái xe chưa đụng gì trơn nó thay cái đầu bò. Đó, dưới này thì như mình xài lâu ngày thì đương nhiên là nó phải cũ rồi, đó anh em, sình đất nó văng nó quất ở đây nó phải dơ rồi. Nó trừ trường hợp anh em sử dụng quá tắc rồi quá chắc anh em tẩy ra, ở đây tẩy được nè, nhôm nó không ảnh hưởng, nó không oxy quá đâu. Ăn còn nhiều mấy ốc này ví dụ như mà mình thay bỏ đi, mua mình thay cũng không có nhiêu tiền đâu, mấy cái nào cũng giữ mình thay. Còn mấy cái này thì chạy dựng xe mười mấy năm rồi anh em, đây là như là gần 20 năm rồi đó chứ, nó làm sao mà rớt được, thấy không. Coi á thì không biết coi đó, nghề không biết cỡ nào á mà dám khẳng định cái xe người ta chẻ máy. Nói lên dựng lên đi xanh, ăn lóc bọng không bể không gì vậy nè, ốc nhớt rồi kia không lắp không hàng gì nha nè. Dựng lên thầy nhà thợ nè, đâu chỉ rồi đúng nè, ốc này là dặn là luôn chứ nè. Nó gửi video cho em đó hả? Như là đầu rút luôn nè, cái đó là mấy ốc này, mấy ốc người ta nhiều khi nó chụp cái đồ cái này nè, người ta mở ra gọi là ta nay cộng sinh cam á mấy anh ơi, nó thay sinh cam là không có ảnh hưởng chắc mà rin nha. Nó nè, thợ nè anh em, thợ quay chuyển sang nè, con xe đó nó thợ của xe đó, em sổ mình lắm anh em, gặp bị gì hoài luôn á. Mấy ốc này, mấy ốc nhiều khi nó trời ơi trời Phật ơi trời ơi, một hai con vậy là nó trẻ máy đó hả, con này đó hả. Má thánh thần ơi, đâu dựng nó khôn hốc đó kìa. Đó, thôi rồi đó, bởi vì những trường hợp mà khách mà như thế này thì mình lưu ý nó bán với mình khi mình hạn chế bớt, chứ mất thời gian nhau quá anh em ơi. Là nó nói con ốc này hả, con ốc này xin lỗi với anh em á, chứ thiệt á, mở vô bình thường ốc cốt nền của người ta gì thôi, chứ nhầm khi dưới này nó rửa gáy này kia đồ nó sao dập được nè, chỉ một cái là nó cũ thôi chứ làm sao. Đó nè, quay video thợ dữ luôn ha, này không biết thợ không nữa, quay video chỉ dòng sang nè, xe người ta gì làm sao mà gớt được. Bao anh em bây giờ đó, trường hợp á, nếu mà chơi, nếu mà căng luôn phải không, mình rút ra luôn, rút hết ra luôn, nếu mà xe rin á ôm à. Còn ví dụ như xe rớt thì mình ôm về nó, nếu mà gần nhau là chơi cái đó là thấy như là hợp lý đó. Xe này là phép bao anh em luôn á đó. Đó anh em dòm nè,
mấy cái này khi gắn bảo vệ, còn cái này em gì mở rồi mở vô, khi gãy móc gãy này kia đâu người ta thay này kia đâu, không cái chung là một hai con không có quyết định được chiếc xe, quan trọng xe nó có giật cây ra hay không thôi. À, còn muốn coi về tới lấy cái kỳ chùm răng mở này ra cái, muốn coi về tới thì coi cho mình nè, mở này ra là biết liền. Đó, nồi nó có làm hay không làm là biết liền. Đó, xe này dám tay dám nói là chẻ máy, ốc cũng nện gì mở đâu chẻ máy. Đó. Đó, coi mà coi ốc đó mà khoáng vậy là chết luôn nè, muốn coi thì coi trong này nè. Đó. À, nhớt nhau ok ha, không có 90 nhớt đặt cái gì nha. Đó. Đó, anh em coi là coi trong này nè. Thầy khó thấy nha anh em. Đó anh em giờ phần ốc của anh ta nè. Đó, coi là coi trong này nè. Chút nó sang á, copy cái đường link này á. Đưa cho nó coi đây nè. Nó còn dư thầy kêu là chưa có đụng chạm luôn nè. Khó coi quá. Sẽ sang nghiêng bệnh gì chút hay sao? Lẹ lên hỗ trợ đúng cái bỏ cái điện thoại ra đi. Đang làm đó là như vừa thôi. Nhiều cái tức anh em chịu không nổi anh em. Đó, muốn coi là coi nè. Đó, anh em thấy không? Thì là nó không gõ liệt nhưng mà người ta không có dấu vật, không có mở nha anh em. Đó, tức là mở bố, mở đồ làm cho phải mở ngóc trong đó ra. Ở trong này là bao anh em luôn. Giờ anh em xem. Trời ơi trời, coi ốc này nó rớt đầu chẻ máy bung máy rồi, coi ốc này ốc nền gì đó, ốc nền người ta gì thôi chứ tuy là nó cũ thì nó cũ thật nhưng mà có cái là xài thì lâu năm tiền nào của nấy thôi chứ cái giá tiền anh pha bây giờ nó phải dễ mua đâu. Hồi vệ sinh này vô lại nói làm thợ giữ coi luôn, con cái tức ở trong này nó hơi phải có xem vậy nè, chưa có mở ngóc nào luôn, ở ngoài dòm rất là rõ nha em. Có cái trong điện thoại em quay không có được, quay em không có truyền tải được. Nó anh em dòm ốc nè, tức chịu không nổi luôn, gặp thợ gì đâu không hả anh em, sao mà rớt được. Bây giờ muốn mà nói rớt vào qua đây giữ nguyên cái xe này, coi cái số máy đó, số máy này đọc dãy cuối đây, ở trên thì anh pha là thu loại nào cũng vậy thôi nè, 0493238 ăn nhớ nha, 38 luôn nha, 0493238 qua đây. Đó, rồi anh em mình rút đồ ra chơi vậy cho nó ngầu rồi đó, rớt không rớt, riêng không riêng bắt đầu là sẽ biết liền cái gì nó. Ngoài anh em muốn cá bao nhiêu thép cá, anh em cá cả tài sản chơi với anh em luôn ha. Còn nói với anh em không hiểu nè, còn ron này ron riêng nha. Cái ron này nãy ron dưới này là không phải mà kêu là nó vô luôn nha. Nó xanh vậy nó rất là đẹp nè, nó dư ra gì mới đúng nha. Đó. Chứ không có bẫy rớt cái gì đâu nha. Khơi quay video rồi gửi tao chỉ chỏ nó trời. Thầy thợ luôn. Đó, coi á là có mấy trong này nè. Nó còn mấy cái này ví dụ người ta mở dặn siết kệ người ta đi. Riêng hay rớt là cái trong này là có một cái nắp này ra chưa, nó có làm chưa trong này nè. Đó, còn cái dòng mà xe cổ nhiều chiếc anh em mình quái lắm anh em, kể cả mua về người ta tự lấy cái điếu người ta siết ốc cũng rảnh á, mới mua về nó bắt đầu siết rồi cút câm. Hồi xưa anh em biết rồi, mấy trăm người em mua bị hoài luôn á, như một cái dấu dặn vô không có dấu dặn ra, cả bốn góc đầu này anh em, những chiếc phụ hai phép mua cũng có luôn. Nó nó thấy ngắm hơi phép nói đó, rồi xong rồi cái bắt đầu á là lấy đồ siết á, thấy ngắm hơi á đi đầu lấy đồ ốc siết. Đó, nhưng mà mình nhìn các chỗ khác, các vị trí khác mình xác định cái xe này là không bao giờ rớt. Đó, tại vậy nên biết không, nếu mà xác định cái xe riêng sẽ rớt đó, nó nhiều yếu tố lắm nha, chứ không phải mà một hay món hay là một hay con ốc ngoài bắt đầu nó khơi vậy nè. Cái đó anh em á có kỹ thuật mà kêu là cái này không có tới hán rồi báo người ta đó nha. Nó chơi mà chơi không có tới mà biết không tới ba mới đó. Xe này làm mới biết bao nhiêu năm à, cái xe này mà nói mà rớt đầu chẻ máy đó. Nãy giờ cũng lập cái một cái video để chia sẻ với anh em luôn đó anh em coi để anh em biết ha. Một cái xe ví dụ mình muốn coi rớt đầu đâu ngoài những bốn ốc đầu này, bốn ốc đầu bây giờ dễ lắm, nó bán lừ hết trơn á,
hoặc là sẽ ốc mới nó hạ xuống á, nó hạ màu xuống bắt đầu là nó bán cho anh em để anh em vô đó. Mấy ốc này luôn dễ lắm đó. Ngoài ra anh em phải dòm cái đường gon của nó đó, những cái đường gon đó, gon là nó khó trị lắm, nó khó vô lắm nó, những đường gon đó hả, nhất là mấy cái kẻ này nè, kẻ nè nó rớt ra bắt buộc nó phải cạo để vệ sinh, nó cạo cho nó sạch sẽ, nếu mà dơ vô nó xì sao, nó cạo anh em thấy vết xước những cái trong chân nồng mình nè, anh em thấy cái vết dao cạo nó bảo cỡ nào nó cũng lòi ra chứ xe mình không có nha đó. Cỡ nào cũng kể ra đây em vậy luôn, anh phải vệ sinh nó, cạo này cái kia nó cũng phải xước 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 ra, nhìn là phát hiện xe mình là riêng 100% ha, không có, không có xe này là không có đụng gì vô chân cục máy vậy em ha. Còn cái con ốc này á, con ốc này thì biết thì nói, không biết thì thôi nha, thợ người ta coi á, ta coi để xác định rất đầu, người ta không coi ốc này ha. Ví dụ ốc này có dặn cái nắp tròn này có mở đi là người ta thay cộng sinh cam thôi, còn thay cộng sinh cam mà nói mắc rin nó rớt đầu là thằng ngu ha, em nói thẳng luôn. Trừ trường hợp anh em mua xe cọp giá trị cao, mở cái này, mở cái này không được, cả phép cũng vậy luôn nha. Còn cái xe mình tầm mười mấy triệu, 20 triệu anh pha bây giờ nó đâu có rẻ đâu anh em đó, em nói đúng chi lý không, cái giá tiền này á thì cái này nó thay về á, nó thay về mày khỏi thay, khỏi tốn tiền, khỏi mất công mất thời gian đó. Tôi á, tôi cầm chiếc xe tôi đầy máy, tôi biết xe này nó có thay anh cam, tôi nói ngay từ đầu rồi, ông thay cũng tăng, ông tăng cũng thay đó, tại vì nó biết sao không, cái tiếng máy đó, nó hé 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 hơi nhẹ cái tiếng sinh cam đó anh em nè, nè thấy không đó, hé đó, thấy không đó, nó thay sinh cam do nó mới thay cái cộng sinh cam nó thẳng quá, nó thẳng quá, nó chưa có độ trùng nhất định theo cơ bản thì nó sẽ hé vậy. Anh em xài thời gian cam nó vừa ra nó giãn ra vừa luôn là vừa, nó hết, nó tự động nó hết ha. Bởi vì nãy nó gửi video cho sang nói ốc này mở à, kiến thức không có tới, còn muốn chơi nữa thì lại ở đây, hồi nãy phép đọc số máy rồi đó, chẻ cái máy nó ra ha, khỏi có chẻ đâu, rút đầu ra, nếu mà xe này có rớt đầu em thua, không có cần phải mà chẻ tới cái máy làm gì hết đó đó. Anh em thấy không, dòm nè, dòm đây là dễ xác định lắm nè, rút ra là phải vệ sinh nha, vệ sinh là kiểm tra là phải cắt vết xước chứ không có là theo thời gian đâu, nó cái này là theo thời gian của mình từ trưa giờ nè, cái gon kia nắp xe lắp nè. Còn có mấy anh nó mua mà xe AB Thái hay là AB Việt Nam á, thấy cái chỗ mà cái dòng xin nắp dao đó, nắp hơi á, hơi hơi đó, cái đầu là nói người ta rút đầu ra là bậy nữa đó, phép cũng gặp trường hợp đó. Xe nào mình không vậy anh em, nó cả nó xe số mà nó xiết cỡ này luôn mà nó còn nắp hơi, nó chi cái nắp dao hai ngóc đó. Bởi nhiều cái anh em chưa kiến thức, phép chia sẻ rất nhiều, phép sợ gặp trường hợp anh em mua xe rồi hay là trả tới giờ luôn mất công, ta phép chia sẻ nhiều lắm đó, mấy cái này nó, nhưng mà gặp hoài luôn á. Rồi ha, cái xe này bao riêng ha, còn anh em mà nó rút nó mở lại đây chơi đó, lại đây chơi với em đó anh em. À, có cái video này anh em cứ đưa cho thầy thợ anh em nào mà ta chơi xe cứng hoặc lái cứng đâu á, cho người ta coi đầu nó, cho là coi đầu nồng ấm tán, hỏi cái xe này nó có rớt không, nó coi chừng nào mở ra cỡ này là quá rõ ràng rồi em ha. Đó, thử ra nào rớt vô được cái gì. Đó, ốc mẹ tao không có mở, ốc mẹ tao không có mở, mấy con này sao mà nó không chịu coi đi nè, chưa có đụng có gì vô chân nè, nó mà đi đè vô chỗ cái góc ốc mở nắp tròn nè, để người ta thay sinh cam rồi nói xe rớt đầu chẻ máy. Cái gon người ta gư gon zin là người ta như thế này trẻ gì đấy đó anh em coi đó, nãy dưới phải quay anh em rồi đó nè, mở đâu mà trẻ đâu. Nhiều cái nhiều khi á không muốn nói luôn á, tính đó đó anh em coi đó, cái đường con nó như thế này nè anh em, dầm con giữa nè đó, trẻ vô nổi gì không anh em, nó ốc cút nền của người ta ha. Clip 2 phút rất là dài luôn nha, sẵn đây cũng là chia sẻ cho em luôn cái cách mình coi xe rớt xe không rớt, để mình có kiến thức mình đi mua xe cũ, để mất thời gian nhau lắm, người không vui nhau nữa đó, biết thì giờ biết cho tới luôn, còn không biết thì thôi đừng có nói tầm bậy tầm bạ nha. Còn cái mũi xe về á đừng có nghe vào phía nào chứ á,
Nó nhất là mấy ông thợ lâm cơm có cái tánh ích kỷ, có cái tánh mà tàu lau đó nha anh em. Nó đem ra hát, đem ở chỗ lớn lớn rồi xem. Đó, để cho người ta đánh giá cho nó đúng, cho nó trung thực, khách quan. Đó. Phép rất là biểu dương những anh em vậy. Mà chơi xe mà có ba mớ mớ quay video chỉ người ta nữa. Rồi, cảm ơn anh em. Chúc anh em vui vẻ, thật nhiều sức khỏe nha anh em ơi. Cái này cũng là tai nạn nghề nghiệp, mua bán online là đằng nào cũng không thể nào tránh khỏi. Phép cũng có nói hoài anh em. Rồi, rất cảm ơn anh em đã luôn luôn yêu thương, đồng hành và ủng hộ phép suốt thời gian qua nha anh em.